Chuỗi ngày sóng gió của chứng khoán Việt Nam vẫn chưa kết thúc. VN Index tiếp đà giảm mạnh, hàng loạt cổ phiếu trụ trong nhóm ngân hàng bất động sản nằm sàn la liệt khiến cho VN Index giảm mạnh ngay đầu phiên. Đà bán dồn dập bung ra khiến cho có thời điểm chỉ số mất hơn 40 điểm và để tuột mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.000 điểm. Và hiện các nhà đầu tư đang hết sức hoang mang, lo lắng. Diễn biến phiên giao dịch sáng nay phần nào chứng minh nhận định này khi VN Index lao dốc ngay sau khi mở cửa. Chỉ số đại diện cho sàn thành phố Hồ Chí Minh rằng co quanh vùng 1025 điểm, mất 17 điểm so với tham chiếu trong khoảng 1 giờ. Dù vốn hóa lớn đối mặt làn sóng bán tháo ồ ạt, sau đó lan ra những mã vốn hóa vừa và nhỏ, áp lực bán đột ngột mạnh lên trước giờ nghỉ trưa khiến biên độ giảm nới rộng lên 30 điểm. Sau giờ nghỉ trưa, nhà đầu tư đua nhau bán tháo khiến VN Index không thể giữ mốc 1.000 điểm. Chỉ số liên tục nới rộng biên độ, giảm từ 30 điểm lên 43 điểm. Hiện giao dịch ở mức 999 điểm, VN Index về mức thấp nhất 22 tháng qua, tương đương vùng giá đầu tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, trạng thái hồi phục diễn ra chóng vánh và thị trường sẽ chịu áp lực giảm trở lại ngay sau đó. Thị trường chìm trong sắc đỏ khi lượng cổ phiếu giảm giá lên 454 mã, trong đó 106 cổ phiếu mất hết biên độ. rồi VN30 đang có 4 mã giảm sàn gồm TCB, TPB, GVR, VPB và STB. Trong buổi sáng có hơn 262 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch gần 5.000 tỷ đồng. Những cổ phiếu dẫn đầu về thanh khoản gồm TCB, HPG, HAG, STB và TPB đều chung trạng thái bị bán tháo quyết liệt khi 4 trong số 6 mã này có thời điểm chạm sàn và không xuất hiện bên mua. Sau hai phiên tranh thủ lúc thị trường biến động mạnh để tăng tỷ trọng cổ phiếu, khối ngoại sáng nay cũng quay lại xả hàng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra hơn 570 tỷ đồng trong khi giải ngân chỉ 470 tỷ đồng. BBB, TCB và HPB là những cổ phiếu bị bán mạnh nhất. Các chuyên gia kinh tế cho biết nhà đầu tư tạm thời vẫn nên thận trọng và tránh mua đuổi, đồng thời cần quan sát tín hiệu hỗ trợ hiện tại có được xác nhận trong thời gian tới hay không để đánh giá lại trạng thái của thị trường.